xe bác sĩ với lại xe công an á, bí bò xe công an với xe bác sĩ, mình thấy nó gành không, nó nói gành gành luôn vậy đó. Bí bò xe gì? Xe sát. Xe cảnh sát nói không? Rồi xe gì nữa? Xe bí bò. Bí bò là xe gì? Xe cứu. Hả? Xe cứu. Đó, xe cứu á, xe cấp cứu đó, nghe chưa? Hả? Xe cấp cứu hả? Xe bí bò là xe cấp cứu với xe công an đó, nghe chưa? Chú An. Xe chú rồi, An đó. Dặn nhập tới lại coi. Rồi nói coi, xe bí bò là xe gì? Xe bí bò là xe gì? Đâu, bà ba. Không nè, chị Nga hỏi xe bí bò là xe gì? Bá Chiến. Bá Chiến biết rồi, con nói chuyện Bá Chiến, ba biết rồi nè. Bây giờ Nga hỏi nè, xe bí bò là xe gì? Aximil. Aximil, biết rồi, Aximil. Rồi nè, xe bí bò là xe gì? Xe bí bò á? Xe bí bò. Là xe gì? Xe cảnh sát. Xe cảnh sát hả? Rồi xe gì nữa? Xe của cảnh sát là xe gì nữa? Xe gì? Xe bí bò xe gì nữa? Xe bác sĩ. Nói coi. Nói đi, nói chút nào mở tivi cho coi. Xe bí bò là xe gì? Thôi con nói dạng tế kìa. Nè, nói dạng tế cho ba nghe. Nè, tới hồi đó thấy không? Đó, tới hồi đó nói thì mình như lật ra ao vậy đó. Tao dạng tế coi. Quay ngay mặt cho mày. Nè, nói dạng tế coi. Rồi con nói Phước Lộc Thọ coi. Phước Lộc Thọ. Nói coi. Nó. Không nói Phước Lộc Thọ cho ba nghe. Nó. Rồi nó không đem xe về chở đi coi cá coi luôn nha. Phước Lộc Thọ. Nói đi ba đem xe về chở đi coi cá coi. Đi chơi nữa, lẹ. Quay ngay mặt nó coi. Nè, nó Phước Lộc Thọ coi nè. Mày xin chào đó mày đâu còn. Trời, xin chào đi. Trời hát gì dơ vậy với ông, đi xuống hội ghế hát gì dơ vậy. Hồ Hồ Chí Minh. Sáng rồi, sáng sớm chưa ăn giọng gì, rửa mặt rồi xuống hội ghế đó hát Hồ 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 Chí Minh. Đó. Nó lấy hộp cá mồi ra đó, cái thấy có mấy con cá đó, cái nó nói với chị là con cá có con mắt nữa, cái chị nó con cá nó bơi đi kiếm bà đó, nó nói đi kiếm mẹ nó nữa. Nó bơi đi kiếm bà đó, cái nó nói kiếm mẹ nữa. Cá bơi kiếm ai? Cá bơi mẹ mắt. Mắt đó nghe không? Cá bơi kiếm mẹ rồi mắt nữa, có mắt nữa. Ba du mắt. Ba du mắt nữa. Rồi cá nó bơi sao? Cá bơi mẹ nó. Cá nó bơi sao? Uống hết ít thôi. Quá thời để ăn cơm, uống nhiều quá hỏi nó hơi đó, rồi ăn hội ra tôi quýnh nha. Đó. Đàng hoàng thấy không đó. Uống mới thưởng thức là đàng hoàng đó. Hạ đó. Ngon không? Ừ, ngon. Mát xa không à chị? Mát xa đã không? Đã. Cái chị kêu đưa tiền tôi đi chứ tôi làm mà không trả tiền tôi. Bà vô trả tiền. Nó có hoài nó ngồi đây nè. Tao nói bà vô mày, tao làm cho mày. Mà đầu bà vô rồi sao? Mày trả tiền chứ. Nó bà vô đi trả tiền. Đó, kìa nó đúng cười rồi, cười chành bằng cái miệng vậy đó. Ăn mì. Ăn mì gì? Ăn cá. Coi cái gì? Ăn cá. Đây nè, đi về. Nè, đi đâu? Đi đâu? Đi về. Đi đâu? Đi về. Đi về. Ăn cháo. Ăn cháo gì? Ăn cháo cá. Đi về nhà dạy nó lần một rồi nó nhớ nói được. Thôi đừng có mắm tắt rồi. Rồi, bye nha.